Anh mua sữa đồ kia nè. Cú sữa đồ. Ngứa thế nhỉ? Ngứa. Nó bò. Ừ. Nhìn nha. Đây này. Ui nhiều lắm hộ ơi. Nhiều dã man ấy. Như đặt đi cái này nói ra con ngồi chân lông rồi này. Không đau đúng không hậu? Ngứa ngứa thôi. Ngứa ngứa buồn buồn. Thấy chưa? Hậu thấy chưa? Mẹ em ơi. Hay. Ủa mà thật là tốt rồi, chúng ta đi chị. Thật. 2, 4, 6, 7, 7 con rồi. Ôi, tôi nói tổ ăn tem này chị ơi. Đang có đấy. Nên là đang ấy này. Đang sinh nở. Ừ, sinh nở. Đây đi phân tục kèm. Ôi trời ơi, nhiều thế. Ngứa. Ơi. Cho hết rồi. Cứ làm thôi, làm nó không ra nữa thôi nhỉ chị nhỉ. Lúc nào nó không ra mới thôi. Úi, đây úi chị kia kìa. Đấy. Ngứa quá. Ngứa má này ở trong. Má. Nó ra ngoài mà. Nó chui ra buồn. Buồn buồn ấy. Đúng rồi. Ui hộ ơi, một bên mà nó nhiều này cơ ạ. Ui nhìn thấy sợ thế chị. Dồn đi dồn lại mà. Bên đấy chắc là sẽ ít hơn rồi. 6, 8, 9, 10. Có khi nó còn đang ở đấy. Con này ra ngoài rồi. Dồn ra một bên. Ừ. Sâu răng là có thật. Đây sâu đấy ạ. Ui hộ ơi này. Ây em ơi. Sao nó được trong răng mình được nhỉ? Lôm nhưng mà chị ơi, cái này mà lấy thì chắc là nó sẽ đỡ đau lắm rồi đấy nhỉ? Đúng không? Đỡ đau khỏi luôn mà. Cái thằng được 3 năm nay rồi có làm sao nữa đâu. Đấy. Ui này. Nhiều hành nộ. Lái hành nộ. Ui mình ổng ổng lá chi ra mình mết sạch luôn đi. Ừ mẹ là buồn quá. Nó ra nhiều thế này nó mới tốt. Đúng rồi. Có người nó không ra nó còn được bắt lại hai lần. Không có mạng để phát trực tiếp thì không có để ở dưới.